lần giác quan thứ 6. Chương trình đúng sống vào 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Thưa quý vị, xung quanh giác quan thứ 6 thì có nhiều câu chuyện rất là ly kỳ. Có những trường hợp là có người có những khả năng đặc biệt, ví dụ như có người thì đặt những cái vật bằng sắt lên người nó hít vào luôn. Hay là những người đàn ông có thể nhìn xuyên qua màn đêm. Theo em, đó có phải là giác quan thứ 6 hay không? Không. Chứ nó gọi là cái gì? Đó là một cái tài năng hoặc là một cái khả năng đặc biệt của một con người. Như vậy theo em, giác quan thứ 6 cụ thể là gì? Là một cái linh cảm, một cái linh tính, và nó nằm ở cái phần trực giác. Nó là một cái điều gì đó mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được nó. Cảm nhận được nó mặc dù là chưa biết chuyện gì, không có thông tin nào chắc chắn hết, đúng không? Đúng. Vâng, còn rất nhiều tranh cãi về vấn đề này. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mời đến đây hai vị khách mời. Và họ cũng là những người tôi nghĩ sẽ có trực giác, giác quan rất là mạnh ạ. Đó chính là Lâm Khánh Chi và Ngọc Lan, xin mời. Đẹp quá đi. Sao mà hai người đẹp quá vậy? Đẹp quá luôn á, thiệt. Em đứng đây cái em muốn đi chỗ khác đứng vậy. Sao cũng đẹp vậy? Ôi, không có đẹp bằng hai chị. Vậy em đi ra vô kia đứng luôn đi. Vô kia đứng luôn đi. Đúng rồi, chị Vũ Phạm với em nghĩ luôn á chị Lan. Em đi vô đây đi, em vô đây em đi. Cho anh nhìn ra kia đứng. Ừ, tôi đứng né né ra chút. Ừ, tự nhiên có mình tôi à. Có bao giờ ở trong cuộc sống của chị đã từng linh cảm một cái điều gì đó và cái điều đó nó trở thành sự thật? Có chứ. Nhiều khi chị suy đoán, hay là chị gặp một cái gì đó chị suy đoán, hay là chị có những cái linh tính trước. Đó, hay là đó chị gặp là người giác quan thứ 6. Là chị nhắm, chị nhìn người đó, chị nói, chị biết cái người đó như thế nào qua một lần tiếp xúc. Không, mà đôi khi có những cái sự việc khi mà mình, ví dụ nha, như ngày hôm nay em đứng ở đây nè, là mình có một cái cảm giác là ủa, mình đã từng đứng ở đây rồi, cũng gặp chị Chi với bộ đồ này, cũng ở sân khấu này, cũng với những bạn khán giả như thế này, mình đã trải qua cái chuyện này rồi. Đó, thì không biết là cái đó có phải là giác quan thứ 6 hay không, mà em thường xuyên như vậy luôn á. Hay là nhiều khi mình gặp một người nào đó, mình thấy người này rất là quen, không biết là gặp ở đâu. Không, còn không vậy nè, đang nằm nhìn ông chồng đang ngủ, nhìn thấy cái điện thoại, hình như là có tin nhắn của gái lạ trong điện thoại này. Đó, chụp điện thoại lên, đọc liền. Đó chính là giác quan thứ 6. Đó là giác quan thứ 6. Như vậy là em có giác quan thứ 6. Nó thôi thúc mình, nó làm cho mình khẳng định cái chuyện nó có thật. Mà chị có để ý không? Cái những lúc mà mình không nghĩ đến là nó không có chuyện gì xảy ra. Mà cái lúc mà mình có linh cảm, linh tính là nó có cái gì đó, nó không có được rõ ràng, là tự nhiên mình đụng vô là thấy nó kỳ liền. Chính xác luôn. Là phát hiện ra được liền. Cho nên nó thanh bình à, bạn hãy cẩn thận chút. Giác quan thứ 6 của Ngọc Lan rất mạnh. Coi chừng đó. Coi chừng chụp cái điện thoại là biết liền đó. Và bây giờ thì xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí của mình. Xin mời. Và bây giờ sau bếp Vinh nói qua tóm tắt 3 vòng chơi. Đầu tiên là xuyên thấu, thứ hai phán đoán tài tình, và cuối cùng được mang tên là trò chơi và ngôi sao may mắn. Cho Khánh Chi hỏi á, xuyên thấu là nhìn đó biết không vậy? Mà tôi thích cái xuyên thấu đó. Hầu như em thấy tất cả những khách mời của chúng ta mỗi lần nghe đến cái chữ xuyên thấu là bắt đầu nghĩ. Bây giờ Khánh Chi ơi, Khánh Chi đang nghĩ như thế nào về cái chữ xuyên thấu này? Ví dụ nếu như là Khánh Chi á, Khánh Chi nghĩ xuyên thấu là mình phải nhìn xuyên qua một cái gì đó. Đúng rồi, thì sẽ gọi là xuyên thấu, giống như bây giờ nhìn xuyên qua cái áo của Vinh là thấy cái gì trong đó, thấy cái gì trong đó. Ngọc Lan, em nghĩ xuyên thấu là như thế nào? Em đang nhìn thử coi em có xuyên qua được sao cái background đó là cái gì hay không. Trời ơi, chị nhìn dữ vậy luôn á hả? Chị nhìn xa trông rộng lắm. Vậy rồi. Hả chị? Dạ. Đây, xuyên thấu rất đơn giản thôi. Trong cái thử thách này chúng ta sẽ gặp gỡ 3 chàng trai rất đẹp trai, rất lực lưỡng. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy một cái dáng hình qua một tấm màn trắng thôi. Và chúng ta có nhiệm vụ là phải nhìn xuyên thấu qua bức màn đó để đoán xem chàng trai đó có một cái gương mặt như thế nào. Và bây giờ để không làm mất thời gian của vị khán giả nữa, xin mời hãy đến với vòng 1 có mang tên xuyên thấu. Đây, 3 dáng hình, không biết là cảm nghĩ của hai vị khách mời ngày hôm nay như thế nào. Em nghĩ là cái anh ở giữa chắc là anh sẽ nhỏ con lắm. Bởi vì khi mà người nào mà nhỏ con á thì họ sẽ hay che những cái khuyết điểm của mình, cho nên là đứng rất là giang tay giang chân ra để cho cảm giác rất là to.
Nói chung là ý em đó là anh đó là mỏng cơ mà khoác cái áo để giá vàng đúng không? Đó, em nghĩ vậy đó. Và để cho mọi người dễ hình dung hơn thì xin mời các bạn trên đây sẽ có một đoạn ngắn giới thiệu về mình. Xin mời người đầu tiên ạ. Xin chào, mình tên là Min Woo. Min trong tiếng Hán có nghĩa là cục đá. Woo ở đây nó là thời gian. Ý nghĩa của tên mình có nghĩa là cho dù có là một cục đá xấu xí đi chăng nữa thì trải qua một khoảng thời gian, cục đá đó cũng sẽ trở thành một viên ngọc sáng và rất là quý giá. Mình đến với chương trình Giác quan thứ 6 vì mình tin chắc rằng giác quan thứ 6 là một cái gì đó rất là ly kỳ và bí ẩn. Nó giống như là cảm tính của con người với nhau. Thì khi mà chúng ta nói chuyện với đối phương thì có thể hiểu được phần nào đó của đối phương. À, Lan nghe phát âm á, là bạn có những cái âm ví dụ như là âm gì á, bây giờ làm gì đồ á, thì giống như mấy đứa nít mà còn đi học cấp 1 vậy á chị. Nói không có chuẩn gì đúng không? Họ phát âm rất là chuẩn, tập đọc á. Cô giáo dạy sao là nói y chang vậy luôn á. Nên chắc là bạn này có vẻ là hơi nhỏ tuổi. Chắc bạn này cũng gương mặt chắc cũng có lẽ là hơi baby á, tại vì cái giọng nói còn trẻ lắm. Nói chung anh này là cũng sẽ có gương mặt là cũng đẹp trai đó. Những cái nét rất là đẹp đúng không? Mắt hai mí rồi mũi dọc dừa. Tại cái giọng nói rất là tự tin. Xin mời bạn thứ hai ạ. Biệt danh của tôi là Vẩu. Đây là cái tên mà khi còn đi học mọi người hay chọc. Và tôi cảm thấy rất là mắc cỡ biệt danh này. Qua cái biệt danh này thì có thể mọi người sẽ đoán được tôi là ai trong ba bức hình. Riêng về giác quan thứ 6 của người phụ nữ thì tôi nghĩ đó là cảm xúc dữ dội, đặc biệt, mãnh liệt, thay đổi thất thường và vô cùng khó đoán. Cũng có lẽ là bạn này cũng còn trẻ. Không, em thì nghĩ bạn này á, là sẽ có tuổi đời sẽ lớn hơn bạn lúc đầu á. Tại vì với cái giọng nói từ tốn như vậy á, thì có lẽ là bạn trải đời nhiều hơn. Xin nhắc lại là cái nickname của bạn là Vẩu. Như vậy là nếu mà có cái hình thì chắc có lẽ là sẽ dễ ghép mặt bạn vô hơn. Nhưng mà biết đâu được cái hình đó bạn đã đi làm răng rồi thì sao? Dạ nói cũng đúng ha, nhiều khi người ta làm răng rồi. Bây giờ người ta làm răng sứ bình thường à. Dạ. Đúng rồi. Vậy chút giờ bạn nào mà cười có răng sứ là gắn vô liền. Mình nghe bạn kế tiếp được không? Xin mời phần giới thiệu của chàng trai cuối cùng. Tôi có biệt danh là Tom. Chắc hẳn mọi người đều biết một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng, đó chính là Tom and Jerry. Có một điều đặc biệt là Tom rất thích một người phụ nữ yêu âm nhạc và có tư duy về âm nhạc. Bởi vì đối với mình, một người phụ nữ có tư duy về âm nhạc thì suy nghĩ của họ rất là hoạt bát, nhanh nhẹn. Cái nhìn về cuộc sống của họ có nhiều màu sắc hơn. Và chàng trai cuối cùng có nói về âm nhạc. Mà nói về âm nhạc thì ai bằng chị Ngọc Lan nữa. Trời ơi, một bụng luôn, thật sự luôn, đỉnh cao âm nhạc là đây. Đừng có coi thường Khánh Chi, đứng cái bên khó chịu. Không, chị Chi là ca sĩ hôm nay rồi. Anh Vinh, anh quay với em biết bao nhiêu phim rồi mà anh không có thấu hiểu cái khả năng âm nhạc của em gì hết trơn á. Không phải, tại vì em thấy cái bạn trai này, bạn đánh giá quá cao những bạn gái nào mà có khả năng về âm nhạc. Em sợ chị Lan, chị giận, chị bỏ về. Đó. Nên em mới nói là chị Lan hãy hát một câu chứng minh cho mọi người biết là mình hát hay. Để chị vẫn tiếp tục chương trình. Hát một câu đi, tặng cho ảnh đi. Không, mình nên bỏ qua đi dạ. Mình nên khó bỏ mà bỏ qua. Mình nên tha thứ cho nhau đi dạ. Nãy giờ chị có lỗi với em nhiều lắm rồi, chị xin lỗi em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử cảm nhận xem. Bạn này là cái giọng chuẩn chạc đó. Với cái cách phát âm mà bắt cá gô bỏ gỗ kêu gột gột kiểu này á, là dân miền Tây đặt nè. Mà giọng nói thì trầm ấm như vậy á, thì chắc cái dáng người cũng đậm. Nó là cũng hơi cũng dày cơm, cũng đậm đà và nước da chân mày sẽ này ngâm đậm ngâm đó. Chân mày đậm. Dạ, chân mày là sẽ đậm, đúng rồi đó. Cùng quan điểm với lại chị Khánh Chi luôn. Mà anh này nước da không trắng. Ngâm ngâm thôi chị ha, con trai miền Tây là trắng. Da ngâm ngâm. Xin mời ba gương mặt. Trời ơi, sao nhìn ai cũng baby hết vậy trời. Sao nhìn ai cũng baby hết vậy. Em thấy cái đặc điểm dễ nhận dạng rồi nhất đó là cái Vẩu đó. Vẩu. Ừ, dạ. Vẩu nè, anh số 2 cái Vẩu y chang như cái người đứng trong đó đó. Nhưng mà cũng không loại trừ cái khả năng thì dạ nói là đã phẫu thuật phần hàm rồi. Bạn có nickname Vẩu là hình số 3 nè. Còn bạn có nickname Tom là hình số 2. Chị đã đưa ra cái lựa chọn của mình. Chị chốt chưa ạ? 132. 132, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ là sự lựa chọn của người đẹp Khánh Chi. Minh Gu là vị trí số 1. Rồi. Khánh Chi đón Vẩu số 2. Vẩu số 2. Tôm số 3 luôn. Chốt. Rất hợp lý nha. Cái âm số 3 này nói chuyện rất là chuẩn chạc. Mà con mắt của ảnh á, anh nói chuyện, cái con mắt ảnh là phải nhìn người đối phương thì mới hiểu được, mới nói những cái từ trải lòng. Người âm nhạc phải làm thế nào kia, phân tích rất là tỉ mỉ. Thì cái cậu số 2 cái mặt rất là non, mà cái kiểu mà
dễ thương này, thì không bao giờ nói những cái từ ngữ sâu sắc như vậy. Đâm ra Khánh chia chọn số 2, số 3 đúng vị trí luôn. Rồi. Dạ. Nhiều khi với kinh nghiệm của một người đi trước ở trong nghề. Tôi mới 22 tuổi đi trước gì? Em mới có 12 tuổi à. Trời ơi. Bởi vì là cả hai đều chọn số 1 là Miên Vu, cho nên chúng tôi xin phép mở tấm màn đầu tiên là số 1. Bức màn đang từ từ kéo lên. Cái này số 1 và số 2, số 2 và số 1 đó nha. Đó, em cũng đang nghi vậy đó. Em đang nghi số 2 là số 1 là đó. Là cố tình cho bầu hở cái miệng ra để cho mình đoán lầm. Đúng rồi. Chính xác rồi. Chính xác. Xin chúc mừng cả hai bạn. Chúc mừng hai chị đã mang về cho mình 5 điểm đầu tiên cho mỗi người. Yeah.